chào các quý cô của nhà Melia. Ngày hôm nay thì Ngọc Anh sẽ mang tới cho các chị một mẫu thiết kế với họa tiết hoa vàng xanh rất cổ điển và sang trọng. Chiếc đầm này sử dụng chất liệu trượt chéo cao cấp, có độ thấm hút mồ hôi tốt, cực kỳ thoáng mát và dễ chịu để cho chúng ta có thể mặc vào mùa xuân hoặc mùa hè thì đều rất là phù hợp. Melia luôn đề cao sự tiện dụng cho người mặc, chính vì vậy mà ở mẫu thiết kế này thì Melia cũng sử dụng thiết kế túi ở hai bên hông để chúng ta có thể để những vật dụng cá nhân của mình. Với mẫu thiết kế này thì Melia sử dụng bản cắt áo layer 2 lớp tạo ra sự mới mẻ hơn cho bộ trang phục. Đồng thời các chị có thể nhìn thấy ngay phần măng xếp được thiết kế tông xẹt tông với phần bản nẹp và phần dây nơ, khiến cho tổng thể bộ trang phục trở nên hài hòa hơn. Phần ống tay thì Melia sử dụng thiết kế tay lỡ giúp cho các chị em chúng mình có thể khéo léo che đi được phần bắp tay chưa được thon thả lắm. Về phần thân dưới thì Melia sử dụng một dáng chân váy chữ A, che khuyết điểm cực kỳ tốt và giúp cho chúng ta có thể di chuyển, vận động và làm việc một cách tiện dụng hơn. Một mẫu thiết kế rất phù hợp để cho các chị có thể mặc trong những ngày đầu xuân năm mới. Và nếu như muốn mang mẫu thiết kế này về với tủ đồ của mình thì đừng chần chờ gì nữa mà hãy tới ngay các showroom của Melia trên toàn quốc, hoặc là các chị cũng có thể đặt mua hàng online. Và khi mua hàng online là các chị sẽ được free ship hoàn toàn và sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé.